Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình đã có một video clip giới thiệu về một trường đại học rất là mới, đại học Phoenica. Và ngay tối hôm qua thì mình nhận được cái thông tin là trường đã lọt top 1.000 các trường theo bảng xếp hạng của Time Higher Education theo cái tiêu chí là đánh giá là phát triển tổ chức giáo dục theo cái 17 tiêu chí khuyến nghị bền vững của Tổ chức Liên Hợp Quốc, cùng với lại các trường là Đại học Quốc gia và Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đây là một cái tin rất là tuyệt vời đối với một ngôi trường rất là mới như này. Và ngôi trường thì được rất là nhiều các bạn sinh viên quan tâm, và trong một trong những cái khoa được quan tâm nhất đó là khoa công nghệ thông tin. Và khoa công nghệ thông tin năm nay thì có tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 430 cái chỉ tiêu. Chương trình công nghệ thông tin thì có 220 chỉ tiêu, chương trình công nghệ thông tin Việt Nhật thì có 110 chỉ tiêu, và một chương trình mới nhất là chương trình trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu thì là có 100 chỉ tiêu. Và không biết là các bạn có thể biết được rằng là những cái ngành chương trình như này thì nó sẽ được đào tạo như nào. Thì hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng đi khám phá những cái trải nghiệm rất là thú vị. Mình nghĩ là ngành công nghệ thông tin nó là ngành kỹ thuật, nhưng mà nó có cái khơi khác cho nên là kỹ thuật khác. Nên là có thể nó sẽ bớt khó khăn hơn. Đấy là ngành công nghệ thông tin thì nó ứng dụng được trong rất nhiều ngành. Tức là nó là một cái ngành bổ trợ rất nhiều, tức là nó giúp cho các hoạt động của các ngành khác nó tốt hơn. Đấy thì tức là khi các bạn mà làm việc với ngành công nghệ thông tin thì các bạn sẽ không bị quá nhàm chán. Ví dụ nếu các bạn làm một cái ngành kỹ thuật nào đấy thì có thể là nó sẽ tương đối nhàm chán, vì suốt ngày mình chỉ làm những cái ngành đấy và có thể là làm những công việc lặp đi lặp lại. Nhưng riêng ngành công nghệ thông tin thì các bạn được làm từ ngành trong ngành giáo dục, ngành y tế, ngành kinh doanh, ngành vận tải, tức là tất gần như tất cả các mọi lĩnh vực khác. Nên gặp nhiều hết cái dự án này các bạn sẽ chuyển sang cái dự án khác và có những cái thu nhận, những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm rất là mới. Thế nên là mình nghĩ là cái ngành công nghệ thông tin thì nó không quá là khô khan so với các ngành kỹ thuật khác. Khoa công nghệ thông tin thì có thứ nhất là có các câu lạc bộ. Mình hiện tại có các câu lạc bộ lập trình, câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ tiếng Nhật. Đấy là một số các cái câu lạc bộ mà đang hoạt động. Và các câu lạc bộ cũng giúp rất nhiều cho các cái ví dụ như các bạn học kém về lập trình chẳng hạn, thì các bạn ấy có thể tham gia vào các cái câu lạc bộ lập trình. Thì ở đấy thì các anh chị khóa trên cũng như là các thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn theo được các cái chương trình ở trên lớp. Ngoài ra thì ở khoa cũng tổ chức nhiều các cái như là các cái sự kiện thể thao, các giải. Vâng, và hiện tại thì mình đang ở trong văn phòng của khoa công nghệ thông tin. Văn phòng được trang trí rất là đẹp, và bên cạnh mình đây là cô Lan, giáo vụ của khoa. Và mình sẽ có một số những câu hỏi mà các bạn học sinh rất là quan tâm. Và người thường nói là một ngôi trường tư hay là một ngôi trường nghe tên rất là quốc tế như này thì học phí rất là cao. Vậy thì cô có thể chia sẻ là ba chương trình học của công nghệ thông tin thì mức học phí là như nào, và so với mặt bằng chung thì nó có phải là cao hay không? Xin mời cô. Thì hiện tại ở khoa công nghệ thông tin ở trường Phoenica thì đang có 3 ngành tuyển sinh chính, đấy là ngành công nghệ thông tin thường, công nghệ thông tin Việt Nhật với lại khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Thì hiện tại thì trường Phoenica có một cái đặc trưng về học phí, đó là cái mức học phí là cố định cho cả năm. Thì đối với công nghệ thông tin thường là 27 triệu một năm, và hai ngành còn lại là 32 triệu một năm. Và các em học sinh thì không phải học sinh sinh viên không phải đóng thêm bất kỳ một khoản chi phí nào trong suốt năm học nữa. Thì so với mặt bằng chung các ngành công nghệ thông tin hiện nay thì học phí của trường Phoenica có thể nói là khá là hợp lý so với các trường như là Bách Khoa hay là trường Quốc gia Hà Nội. Thì ví dụ như trường Bách Khoa thì mọi người có thể biết là học phí hiện tại của ngành công nghệ thông tin hoặc là Việt Nhật đã có thể là hơn 30 hoặc 35 triệu một năm. Thì với trường Phoenica thì mức học phí từ 27 đến 32 triệu là rất là hợp lý. Tôi cũng được vừa đọc cái thông tin tuyển sinh và cũng được biết là cái mức học phí này thì đã được một cái mức hỗ trợ thêm là 20% từ nhà trường cho toàn khóa học. Tôi thì cũng được biết là với lại cái chương trình học như này và được cái sự tiếp cận thực hành và trải nghiệm rất là nhiều từ năm nhất thì tôi thấy là nó rất là giống một cái chương trình đào tạo ở bên Nhật, mà nó được đào tạo công nghệ thông tin theo cái chuẩn công nghệ thông tin Việt Nhật, hay người ta gọi là chuẩn ITSS. Thì cái điều này thì nó có chính xác hay không? Vì tôi nó thấy là cái xây dựng chương trình đào tạo này nó cũng na ná như cái theo cái chuẩn công nghệ thông tin đó của Nhật. Trong cái khoa công nghệ thông tin của Phoenica thì ngành công nghệ thông tin Việt Nhật đã được xây dựng dựa theo các chuẩn mà các công ty Nhật yêu cầu. Và trong cái khi mà các bạn theo học cái ngành công nghệ thông tin Việt Nhật này thì ngoài cái kỹ năng công nghệ thông tin chuẩn theo tiêu chuẩn của Nhật, các chứng chỉ của Nhật ra, thì các bạn sẽ được học thêm tiếng Nhật ngay từ đầu. Thì cái việc đáp ứng chuẩn đầu ra ITSS là điều hoàn toàn có khả năng mà các em sẽ đạt được ngay sau 4 năm học thôi.
thấy là tôi được biết là trong ngôi trường này thì hoạt động của sinh viên được diễn ra rất là sôi nổi, có nhiều những cái hoạt động trải nghiệm hoặc là nhiều những cái câu lạc bộ của sinh viên, thì không biết là cô Lan có thể chia sẻ thêm về những cái góc độ là cuộc sống sinh viên ở đây sẽ như thế nào, và các bạn có tham gia ngoài cái việc học thì các bạn sẽ được tham gia những cái hoạt động như thế nào, ngoại khóa hoặc là các cái câu lạc bộ tổ đội nhóm như nào không ạ? Thì ở trường Phenica ngoài việc học tập thì các em sinh viên có thể tham gia các câu lạc bộ ở khoa hoặc ở trường. Thì đối với khoa công nghệ thông tin thì khoa có các câu lạc bộ như câu lạc bộ lập trình, câu lạc bộ tiếng Nhật, hoặc là hiện tại thì có một câu lạc bộ mới thành lập là câu lạc bộ thể thao điện tử. Thì các em có thể tham gia các hoạt động, tham gia câu lạc bộ ngay từ năm nhất. Khi mới vào trường thì em sẽ có thể cải thiện mối quan hệ giao tiếp của mình cũng như phát triển các kỹ năng, hoặc là được các anh chị trong chính câu lạc bộ để hướng dẫn cách ôn thi, cách vượt qua các bài thi, chia sẻ cuộc sống sinh viên. Nói chung là khi trở thành sinh viên của Phenica thì không chỉ học tập mà các em sẽ được tham gia các hoạt động tình nguyện này, các hoạt động câu lạc bộ hoặc câu lạc ngoại khóa rất là đa dạng, và để phát triển toàn diện kỹ năng chứ không chỉ là học kiến thức đơn thuần. Thì sau này ra trường sẽ nhờ các kỹ năng đấy mà các em có thêm nhiều mối quan hệ trong công việc hoặc là thăng tiến nhanh trong công việc hơn. Vâng, xin cảm ơn cô Lan đã dành thời gian cho một cái khoảng phỏng vấn rất là ngắn như thế này, và hy vọng là các bạn đã có thêm được những cái kiến thức và những cái thông tin để chúng ta có cái sự lựa chọn cho cái việc là vào cánh cửa đại học trong thời gian sắp tới. Và bây giờ thì mình sẽ cùng với lại các thầy cô đi xuống một cái lớp học của thầy tiến sĩ Mai Xuân Tráng đang dạy ở phòng 502. Đó là cái môn ứng dụng thứ hai đúng không? Cái ứng dụng này thứ hai thì có thể là cũng là ứng dụng ví dụ trong lớp học chẳng hạn, để đo lường cái cảm xúc của từng sinh viên trong lớp học, hoặc là đi hoặc là các cửa hàng cũng đo lường cảm xúc của khách hàng khi vào ra vào cửa hàng. Tuy nhiên là cái mô đồ này cần các em phải phát triển hơn nữa đúng không? Phải làm cho nó chính xác hơn nữa. Đấy là cái khóa học về AI của chúng ta. Có thể các bạn sau khi hoàn thành khóa học này, các bạn có thể là xây dựng được cái mô đồ nó chuẩn xác hơn đúng không? Nó ứng dụng tốt hơn trong các cái ứng dụng thực tế như thế. Thầy có thể chia sẻ thêm một số những cái xu hướng hiện nay và một số những cái ứng dụng mà nó cụ thể của ngành. Thì đúng rồi, cái ứng dụng mà các bạn thấy như là nhận diện, nhận dạng số xe, nhận dạng người thì là một trong cái lĩnh vực trong người ta gọi là thị giác máy tính, computer vision. Rồi sau tiến tới là một cửa hàng mà không cần là người, không cần người bán hàng nữa, rồi khách hàng chỉ vào đấy và vào mua đồ và đưa ra hệ thống AI sẽ tự nhận diện khuôn mặt khách hàng này là khách hàng nào và tự động trả tiền, tự động thanh toán. Rồi hệ thống xe tự lái trong tương lai, một trong những cái mà trường Đại học Phenica đang hướng tới phát triển cái hệ thống xe tự lái, vân vân, rất nhiều ứng dụng về đã và đang được đưa vào ứng dụng trong thực tế. Vâng, cảm ơn thầy. Tôi thấy rằng là thời gian gần đây thì có một số những cái thông tin liên quan đến cái việc là có một cái công ty nghiên cứu về thị trường lao động, thì người ta có một cái báo cáo liên quan đến thị trường lao động năm 2020 ở Việt Nam, thì có một cái số liệu liên quan đến việc mức lương của các cái kỹ sư làm trong ngành công nghệ thông tin, đặc biệt là trong cái ngành trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, thì có cái mức lương nó có thể lên được đến là 100 triệu trên một tháng, mặc dù là mới có thể là mới tham gia vào ngành hoặc là có kinh nghiệm từ 1 đến 2 năm thôi. Vậy theo quan điểm cá nhân của thầy thì con số này nó có chính xác hay không? 100 triệu con số này thì tôi không biết là họ lấy con số đâu, thì nhưng mà theo tôi thì nếu mà các bạn học cái ngành này mới ra trường có thể là con số chưa được cao. Tuy nhiên là cái thị trường công nghệ thông tin nói chung và cái thị trường về AI và trí tuệ nhân tạo riêng ấy, AI, trí tuệ nhân tạo và khoa dữ liệu riêng thì hiện tại là khá là thiếu nhân lực. Tạm chia tay thầy Mai Xuân Tráng thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sang nhà A1 để gặp thầy Lâm.
và đúng lúc là thầy Lâm đang thử trải nghiệm một cái kính VR và mình vừa mượn được của thầy. Bây giờ thì trên này thì đang chiếu một đoạn VR thực tế ảo khi mà tham quan một cái khu rừng. Mình sẽ thử. Hôm nay lần đầu tiên mình được thử cái kính này. Vâng, và cảm giác như là đang đi trong một khu rừng các bạn ạ. Cảnh rất là rõ. Hơn hẳn cái việc là có thể xem phim 3D. Và ở đây hiện tại trước mắt mình ngồi vâng một rất là nhiều các bạn đời ươi. Các bạn đang tiến đến rất là gần, cảm giác rất là thích thú. Mình thấy rằng là rất là tuyệt vời. Và có vẻ như là cái kính này sẽ rất là hiệu quả. Ví dụ thực tế là ví dụ các bạn cho các bạn học sinh có thể là sử dụng kính này để tham quan những cái khu rừng tự nhiên hoặc là những tiết học thực tế thì nó sẽ rất là phù hợp. Vậy thì với những cái ứng dụng rất là hữu ích như này trong cái ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo thì bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái buổi phỏng vấn nhỏ nhỏ với lại thầy Lâm để có thêm những cái thông tin rất là hữu ích về các ngành học ở trong công nghệ thông tin các bạn nhé. Vâng, chào thầy Lâm, cảm ơn thầy đã tham gia cái buổi phỏng vấn nhỏ nhỏ này. Thì một trong những cái câu hỏi mà tôi nhận được rất là nhiều khi mà các bạn học sinh và phụ huynh tham khảo các cái chương trình về công nghệ thông tin thì thấy rằng có cái chương trình về trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu. Thì nghe cái tên có vẻ là cái việc chương trình học này thì nó sẽ rất là khó và nặng, thì thầy có thể chia sẻ thêm một số những cái nội dung chi tiết về cái chương trình đào tạo này để cho các bạn học sinh có thể rõ hơn được không ạ? Thực ra là khi mà tôi xây dựng cái chương trình này thì cũng cố gắng là tập trung để tạo cho các em các cái kỹ năng về phân tích dữ liệu cũng như là sử dụng các cái kỹ năng về công nghệ thông tin để mà ứng dụng vào trong các cái việc xây dựng các cái hệ thống thông minh nhân tạo trong cái ứng dụng rất là rộng lớn trong cái xã hội hiện đại hiện nay. Thế thì cái chương trình của bọn tôi được thiết kế là sẽ cung cấp cho các bạn học sinh, sinh viên những cái kiến thức rất là cơ bản, nền tảng về mặt toán, về mặt các cái kỹ năng công nghệ thông tin để từ đó các bạn có thể tự tin để mà phát triển các cái thuật toán trí tuệ nhân tạo, tự tin triển khai các cái ý tưởng liên quan đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng như khoa học dữ liệu trong các cái bài toán thực tế. Ví dụ như là liên quan đến các cái vấn đề về nhận diện ảnh, nhận diện âm thanh cũng như là nhận diện tiếng nói. Cảm ơn thầy. Và tôi có được thấy rằng là ở ngoài xã hội thì người ta cũng có một số những cái ứng dụng, ví dụ như là nhận diện biển số xe ô tô hoặc là một số những cái về nhận diện giọng nói, rồi là trên các cái trang báo điện tử thì có những cái sự chuyển đổi từ cái việc là đọc từ text sang thành tiếng nói hoặc là chuyển đổi từ tiếng nói sang dạng chữ. Thì đây có phải là một trong những cái ứng dụng của cái ngành trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu hay không? Và ví dụ sinh viên các bạn sau khi ra trường thì các bạn có thể tham gia vào những cái vị trí làm việc như nào? Và đây thì có phải là cái xu hướng của xã hội hiện nay trong cái kỷ nguyên đang bước vào nền công nghiệp 4.0 hay không? Chính xác, vì hiện tại như bạn nói thì những cái ứng dụng về mặt nhận diện ảnh hay là nhận diện âm thanh hay là tiếng nói thì hiện tại thì bây giờ chúng ta đang sử dụng hàng ngày, thì đó chính là những cái tiến bộ vượt bậc của ngành trí tuệ nhân tạo trong những cái năm vừa qua. Thế thì nói về tương lai nghề nghiệp của sinh viên thì hiện tại là trong cái cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư thì cái lượng dữ liệu sinh ra và cũng như là các cái lượng các cái bài toán nó rất là nhiều, cho nên là cơ hội việc làm của các bạn sinh viên khi mà học ngành trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu rất là rộng mở. Ví dụ như là các bạn có thể tham gia vào cái công ty chuyên phân tích dữ liệu về chứng khoán, có thể tham gia vào cái công ty chuyên phát triển các cái thuật toán tự động, ví dụ như là hệ thống xe tự lái. Các bạn có thể tham gia vào các cái công ty tài chính để mà thực hiện các cái phân tích về dữ liệu tài chính để đưa ra các cái phép dự báo, hoặc là đưa từ đó thì chúng ta có thể đưa ra được các cái chiến lược kinh doanh cho nó phù hợp. Thì nói về vị trí việc làm thì có thể nói là rất là rộng mở đối với các bạn sinh viên trong ngành này trong tương lai.
Vâng, và chúng ta đã có những cái giây phút rất là thú vị để kiểu xem là ngành công nghệ thông tin ở trường đại học Phenica học như thế nào và trải nghiệm ra sao với những thầy giáo rất là trẻ, không những là giỏi chuyên môn mà rất là nhiệt tình và thú vị, thân thiện với lại các bạn sinh viên. Và hy vọng là các bạn sẽ có những cái sự lựa chọn phù hợp cho mình liên quan đến chọn ngành, chọn nghề và đặc biệt là chọn môi trường mơ ước cho chúng ta trong việc bước vào đại học. Và trong những clip tiếp theo thì mình sẽ có những video clip để hỏi nhanh đáp gọn về một số những cái câu hỏi mà các bạn thường gặp về ngành công nghệ thông tin, về cái việc đăng ký tuyển sinh tại đại học Phenica như nào, về chế độ học bổng vân vân, và hy vọng là sẽ được gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.